Ôi, trời buồn thì trời đổ cơn mưa nha. Trần Anh buồn, Trần Anh vẫn đứng ngoài trời làm thơ một mình. Đây cô chú anh chị. Về quá trời xe luôn. Nhiều Forte hai cửa. Dòng xe là xe nhập. Hai cửa thể thao. Đỉnh của đỉnh. Xe này khách đang chạy lên chuẩn bị thu mua đây. Xe này Trần Anh coi xe không tược phép nào. Anh chị ạ, được cái gia đình. Số tự động đông dung tích là vì có 1.6 thôi. 4 chỗ ngồi nha anh em. Rộng rãi, hai cửa kính khung xương, nhiều đường rắc rối. Đây anh em, trang bị cửa sổ trời, không đóng thì lại mưa. Được chưa anh em? Đó, quá đẹp. Anh em nào quan tâm mẫu này alo luôn. Bên đây gần anh còn một mẫu Gentra đời 2009 cũng vừa mới về nè. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác hẹn nhưng em Gentra đó vẫn đứng một mình lặng thinh. Nha cô chú anh chị, ai đón em nó về không? 2009 đăng kiểm tháng 5 2025. Chất xe bao đẹp. Nè, đồ chơi option gia đình nha. Không dịch vụ, không taxi nha. Giá hợp lý vô cùng, 110 bớt 5 còn 105. Xe này không mua giờ đây, bà con mua xe gì? Mua ở đâu? Giá rẻ thành rẻ kịch sàn như thế này. Đăng kiểm mới. Chủ nhà lên một cái cản body kit phía trước. 85 Phan Rang 11801. Form dáng đẹp. Mẫu dây. Đây nàng kiều lỡ bước đây. Dây 2003. Siêu chất lượng GL. Giá thành thì sao ạ? Em này là 145, anh em mua cho anh sẽ bớt 10, còn 135. Dây GL nha. Đây là Yali 2004. 80 triệu, rẻ không? Đó, 80 triệu. Phải gọi là như thế này nè. Có mua là có bớt nha bà con. Cứ mua là bớt, mua là góp, mua là bớt. Liên tục và liên tục. Cập nhật liên tục, nhiều xe giá rẻ của Bob và phục vụ cho cô chú anh chị trên lĩnh vực về dòng ô tô. Đây nè, nhìn cái vô lăng nè, cưng không? Đó, anh chị thấy không? Cưng chưa? Phải gọi là cưng xỉu luôn, cái vô lăng cỡ này bà con hiểu. Đã không? Đó, ghế nội thất ở trong thì xin lỗi bà con. Em này chắc như đinh đóng tường vậy anh em. Nội thất nè, chủ nhà chăm chút bọc toàn bộ hệ thống ghế da xịn hai màu. Đó, không nổi quá cũng không sáng quá. Dàn trần cũng vậy nè. Đó, tìm đâu ra một cái xe chủ nhà full đồ chơi như thế này. Anh chị tìm thử giùm cho Trần Anh đi. Trang bị một cái màn hình quy bóc. Được cho anh em. Mâm miết là ngon lành hết. Đó. Form dáng của em Toyota dây. Giá hợp lý không? Kết thúc nha. Qua bên đây một mẫu Crew 2012 giá 200 triệu mẫu này. 22 xe full kính đồ chơi rồi. Trước tiên là đèn bi nè, full led nè. Kết hợp bi gầm. Nội thất em này thì sang chảnh. Động cơ dung tích làm việc chỉ có 1.8. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này 8 lít. Cái vô lăng nè. Dễ thương không? Cưng không? Nhìn kỹ cái vô lăng nha. Cưng xỉu không? Cưng xỉu. Thấy chưa? Đó, đồ chơi nè. Quá trời. Chết rồi. Đồ chơi đẹp quá. Chạy em này thì bao sướng. Nước sơn rin còn, hòa lẫn nước sơn dặm. Được chưa anh chị? Đó vậy thôi. Phân khúc C số sàn anh em đi lành hơn nhiều. Lành hơn số tự động, dám khẳng định điều đó nha. Anh em nào thích đi phân khúc C, alo cho Trần Anh ô tô. Giá kẻ thành thì Trần Anh đã báo giá rồi đó. Bên đây còn một mẫu số tự động. Em này là máy 1.8 nè, bản Crew, bản LTZ. Trang bị hệ thống ABS nè, chủ nhà lên cam cặp lề, cam 360 độ. Nói chung đồ chơi tích hợp của em này gọi là full ngút ngàn trên một bầu trời đầy sao rồi nha cô chú anh chị. Biểu tượng của Chevrolet anh em. Giá em này cực kỳ là dễ thương. Có 200 mấy chục chai à anh chị ạ. 297 triệu mẫu này. Có mua là có bớt nha bà con. Được chưa anh em? 2011 nha. Hàng siêu VIP. Bên kia còn mẫu Innova đời 2006. Một mẫu xe quốc dân thông dụng. Cực kỳ cho anh em đây. 2006 anh chị có tin không? Đồng sơn keo chỉ. Hiện thời không mất một phân chỉ nào luôn. Không dịch vụ luôn. Đây anh em, không dịch vụ nha. Keo chỉ rin toàn bộ nha anh em. Đẹp lắm. 2006 thôi. 190 triệu. Anh em mua có bớt, chủ nhà thay cái vô lăng giả gỗ nè. Màn hình Android nè. Củ số rin theo xe nè. Nội thất option ở trong bọc da mới toàn bộ. Được không anh em? 190 bớt 5 còn 185. Hỗ trợ góp lên cho anh em từ 30 đến 35 triệu không lãi suất. Innova dòng này đã chạy nhiều thì phải là máy.
báo thẳng máy móc có làm số rin được chưa, nói thẳng trên clip rồi, quá trời xe luôn. Đây crew em này sản xuất năm 2011 nha anh em nha, 2011 giá hợp lý vô cùng. 2011 195 triệu mẫu này, anh em mua có bớt luôn, có bớt có góp 30-40 triệu thoải mái. À, phong dáng em crew, crew hôm nay chừng anh về 5-6 con lận, tha hồ cho anh em có sự chọn lựa thoải mái cho anh em nha. 49E61233 xét bên đây nữa, chừng anh còn một mẫu xe Life City giá bán 120 triệu, hỗ trợ góp cho anh em lên tới 30 triệu, đưa trước 8-90 lấy xe không lãi suất. Bây giờ mình không biết tả như thế nào mà xe này đã quay clip chi tiết rồi, anh em thiện chí lên coi là test xe, là chạy thử xe là xuống tiền là làm thôi. 86 Phan Thiết 11862 form dáng đẹp Avel 2015, đây là mẫu Avel 2015 nè, gia đình 180 triệu đây, hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu, đưa trước 150 triệu lấy xe. Nội thất đẹp không, ghế da chủ nhà khay học tì tay nè, đẹp lắm này anh em, hai túi khí luôn, full hết điều hòa tự động, trang bị hệ thống ABS nha và cô chú anh chị, hàng đẹp chuẩn chu. Đây là phong dáng của em Avel nè anh em, đó anh em coi Avel đã không, 93 Bình Phước nha, lấy về em này là về bà con chỉ việc chạy thôi. Đây là còn một mẫu Isuzu Highlander 190 triệu mẫu này, em này là mẫu số tự động nha anh em, đây là mẫu này là mẫu số tự động, gia đình máy móc số rin. Dòng này sẽ có turbo tăng áp nha cô chú anh chị, hệ thống turbo tăng áp số tự động, máy số nguyên bản hết, anh em mua sẽ có bớt luôn. Ford Everest giá cũng tầm 170 triệu, có bớt có góp luôn, quá nhiều xe quá nè. Đó Ford Everest máy dầu 2005, xe đẹp tuyệt vời, mở cửa là báo đèn nè, đó đã chưa. Không quan tâm mẫu Ford Everest 2005 alo cho Trần Auto. Kia 2008 150, anh em thiện chỉ mua cho anh bớt cho thêm 5 triệu, còn 145. Em này là số tự động nha bà con, sạch sẽ liền lẹt vô cùng luôn, nội thất ở trong bao đẹp bao xịn mịn. 209 số tự động tiếp tục, giá khởi điểm bằng em đó là 150 nè, được chưa anh em. 209 hơn một đời, màn hình Android số tự động đó, gia đình anh em chạy mẫu này về thì quá ok rồi, quá đẹp. Bên đây còn một mẫu tiếp tục, mẫu crew đời 2010 nè anh em, 2010 nha anh em, giá em này cực kỳ là hợp lý cho anh em, 190 bớt 10 180, góp cho anh em 30 triệu tiếp tục. Hóa crew chừng anh còn đến mấy con lận, anh em nào quan tâm mẫu nào thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Em báo giá tổng bãi rồi đó, những mẫu xe nào mà còn lại bên Trần Anh Ô Tô thì alo cho em nha. Em khép lại channel tại đây này thôi, em see you in goodbye.